đây là hộp quà đến từ Eucerin mà Lan Anh nhận được từ hôm 8 tháng 3 này mọi người. Để nói về Eucerin á, thì đây là một brand dược mỹ phẩm đến từ Đức, là một cái brand dược mỹ phẩm đình nổi đám luôn á. Bởi vì các sản phẩm của Eucerin á thì được thiết kế dành cho các mục tiêu chăm da và các làn da khác nhau luôn. Và về kem chống nắng ngày hôm nay á thì đã có lần Lan Anh đã review rồi và Lan Anh rất là thích. Lan Anh đã xài cũng khá là nhiều và nhân dịp được brand tặng cho nên Lan Anh sẽ review thật là chi tiết cho mọi người xem luôn nha. Đây là Eucerin Sun Tri Touch Acne Oil Control có chỉ số SPF là 50+, với các hoạt chất chống nắng hóa học, với lại các thành phần dưỡng da có trong này đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn nha mọi người. Vì làn da nào cũng cần có một loại kem chống nắng riêng phù hợp với làn da của mình, cho nên các bạn nhớ lựa chọn kỹ càng để bảo vệ làn da của mình dưới cái mùa nắng nóng này nhé. Chất kem của em này thì là trắng đục dễ tán, không có nâng tông da nha mọi người. Đối với da thường như Lan Anh á, thì Lan Anh sẽ lau một lớp toner với lại một lớp emulsion nhẹ lên da là mình apply lên luôn là ok. Bạn nào mà da dầu mụn thì mình có thể kết hợp thêm kem dưỡng, hoặc là skin care đặc trị mà mình nên xài thì kết hợp với kem chống nắng này sẽ rất là ok la luôn. Bởi vì trong kem chống nắng này đã có những thành phần như là carnitin giúp giảm bóng dầu và lycocalcon A chiết xuất từ rễ cây cam thảo giúp cho mình sẽ giảm các tình trạng viêm mụn bên dưới da. Ngoài ra thì còn có công nghệ spectral quang phổ rộng giúp da được bảo vệ dưới tia UVA và UVB. Khi mà các bạn đọc được bảng thành phần ở trên màn hình Lan Anh add lên á, hoặc là các bạn có thể vào website của Eucerin á, thì có thể thấy được em này có chứa alcohol denat. Tuy nhiên không phải là alcohol denat nào cũng xấu nha mọi người. Bởi vì nhất là cái mùa nắng nóng này nè, những cái loại kem chống nắng mà không có cùng khô á thì thật sự nó hơi dày và nó sẽ hơi ẩm ở trên da, nó sẽ làm da mình hơi bí. Còn Lan Anh á là một người tuy là da thường với lại da khô tùy mùa trong năm, nhưng mà Lan Anh rất là thích xài những loại kem chống nắng nào có cồn, bởi vì cái lớp finish của nó lúc nào cũng mỏng, lúc nào cũng mịn và lúc nào cũng thoáng ở trên da hết. Việc đó sẽ giúp cho mình có thể dưỡng da ở bên dưới nữa. Còn nếu mà da của các bạn mà kiểu siêu nhạy cảm luôn á thì các bạn nhớ là hãy test ở xương ngoài hàm trước để coi coi là có bị tình trạng dị ứng hay kích ứng gì hay không, rồi mình quyết định mút em này sau ha. Như hồi nãy Lan Anh có chia sẻ là nó có một cái chiết xuất từ rễ cây cam thảo nữa, thì nó là một cái chất chống oxy hóa nè, một chút dưỡng ẩm nhẹ và một chất làm sáng da rất là ok. Nó sẽ giúp cho mình làm dịu da nè, giảm tình trạng viêm và kích ứng, với lại nó sẽ một phần nó làm cho mình sáng da hơn nữa, cho nên là rất là thích cái em này. Em này có một cái lớp finish là rất là thích nha. Cái lớp finish của em này nó hơi bóng, nó hơi ẩm mịn, nhưng mà sau tầm 15-20 phút thì nó sẽ set hoàn toàn lại vào da luôn và để lại một cái lớp finish kiểu thoáng mát, rất là ok ở trên da, rất là hợp với mùa hè này. Và đương nhiên là Lan Anh không chỉ có review nhẹ cho các bạn như vậy không đâu, Lan Anh sẽ còn chỉ cho các bạn hai tips để try cái em này làm sao mà rất là đẹp nữa. Tip thứ nhất, nếu mà các bạn có một cái làn da dầu mụn hoặc là dễ kích ứng, dễ nhạy cảm và dễ lên mụn á, thì cái tip đầu tiên của Lan Anh đó chính là các bạn không nên để kem chống nắng ở trên da của mình quá 5 tiếng. Nếu mà các bạn ở trong nhà suốt từ sáng đến chiều thì không nói rồi, các bạn cũng không cần mà reapply lại kem chống nắng. Còn nếu mà các bạn reapply lại kem chống nắng, các bạn có đi ra ngoài đường xa xôi giống như là bé trợ lý của mình đi học từ quận 11 lên tới quận 7, hoặc là các bạn ở quận 10 mà đi lên tới Thủ Đức á, thì cái không khí nè, cái sự bụi bị mịn nè, cái sự khói của xe buýt, xe máy nó sẽ càn vào trong mặt, nó sẽ làm cho da của mình nó rất là bụi. Cho nên khi mà mình reapply á thì mình nên tẩy trang đi luôn, tẩy hết những gì có ở trên da để cho da của mình thoáng mát nhất. Và mình chỉ cần apply lại skin care nhẹ nhàng thôi, và mình reapply lại kem chống nắng là cách tốt nhất để giữ cho da của mình luôn sạch, kem chống nắng lúc nào cũng phát huy tác dụng. Tiếp thứ hai đó chính là đối với em này nha, bởi vì em này là một loại kem chống nắng dành cho da dầu mụn và nó có khả năng chìm dầu từ 6 đến 8 tiếng khi mà hãng đã claim như vậy á, thì Lan Anh có một tip đối với những cái lớp skin care ở dưới là các bạn đừng nên sử dụng các loại kem dưỡng có silicone, nó sẽ gây vón, hai cái nó quánh lộn với nhau. Và khi mà cái kem chống nắng nó chìm dầu như vậy á thì các bạn nên có một cái lớp dưỡng da ở bên dưới nó dày một chút, đối với những bạn nào mà làn da khô như Lan Anh. Những bạn nào mà có làn da dầu mụn á thì mình sẽ tán nhanh, bởi vì kem khô cũng khá là nhanh á. Và khi mà tán xong rồi á thì mình sẽ hạn chế, không kỳ nha. Tại vì nếu mà kỳ á thì nó sẽ gây vón, tại vì tác động vật lý lên á. Thì Lan thấy những cái loại kem chống nắng nào kìm dầu nhiều á nó sẽ bị như vậy. Cho nên đó là những cái tips mà Lan Anh dành cho các bạn để có một cái lớp finish kem chống nắng lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng bóng ẩm Hàn Quốc nhưng mà lại không gây bí da. Đối với em này á thì Lan Anh thấy là nó không có chống thấm nước, cho nên á là đổ mồ hôi thì nó cũng sẽ
kiểu như là bị trôi kem chống nắng đi, nhưng mà nó không có để lại mấy cái vệt, kiểu như các bạn thấy có những loại kem chống nắng nó sẽ hơi kiểu vệt trắng trắng á, thì em này không có bị bởi vì nó trong suốt. Cho nên đó là các bạn nên reapply lại từ 3 đến 4 tiếng nếu mà các bạn sinh hoạt bình thường như là văn phòng, còn nếu mà đi ra ngoài nhiều thì nên reapply lại sau 2 đến 3 tiếng nha. Ấn tượng của Lan Anh đối với em cũ thì nó đã kìm dầu khá là ok rồi. Em này là dành cho da dầu mụn Acne Oil Control á, thì nó còn kìm dầu đỉnh hơn cái em năm ngoái Lan Anh xài nữa. Cho nên là rất là recommend các bạn xài em này trong mùa hè. Đối với da của Lan Anh đó là một làn da ít đổi dầu, cho nên là anh có thể kiểm chứng được là nó ít đổi dầu thật. Và cái lớp make up của Lan Anh nó cũng không có bị xỉn. Nhưng bây giờ hồi sáng Lan Anh thay là 7 giờ sáng đi, bây giờ đó là 11:30, 12 giờ trưa rồi, mà cái lớp nền của Lan Anh nó vẫn còn rất là sáng, nó kiểm rất là tỏa sáng á. Đương nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào cái lớp skincare ở dưới và tùy thuộc vào làn da của các bạn nữa, cho nên các bạn hãy tự kiểm chứng cái điều này nha. Hello mọi người, bây giờ là 4:30 chiều, tức là mình đã có mặt ở ngoài đường gần bao nhiêu tiếng mình đó, để rồi mặt mình ghê lắm rồi. Tôi và các bạn có nhớ là hồi sáng cái hộp Eucerin nó có cái thấm dầu đây nè, đó chân thật không, mình chấm thử. Và như các bạn thấy đó, sau 10 tiếng ở ngoài đường thì lượng dầu của Lan Anh cũng khá là ít rồi, và lớp make up nó vẫn còn khá là đẹp, nó không có bị vón kem chống nắng, cho nên là Lan Anh nghĩ các bạn nên thử ha. Lan Anh đi tập lại rồi, cho nên là Lan Anh đi nắng nhiều, Lan đi xe máy mà các bạn, cho nên đó là sợi bã nhờn với lại mụn trứng cá đã bắt đầu quay lại ghé thăm Lan Anh rồi. Cho nên đó là cái việc điều chỉnh skincare của Lan Anh từ kem chống nắng cho tới các loại skincare buổi tối, buổi sáng nó cũng sẽ thay đổi, cho nên Lan Anh quyết định chọn em này vào mùa hè này nè. Cho nên nếu các bạn có những cái thắc mắc nào về em này, hoặc là những cái kem chống nắng nào của Eucerin, hoặc là những cái review của các bạn, cảm nhận riêng của các bạn về cái em này, có thể comment ở bên dưới cho Lan biết nha. Và video review đến đây là hết rồi, hẹn gặp mọi người ở các video lần sau. Bye bye.